bên cạnh một chiếc iPad mini 6 đấy, hoàn hảo về mọi góc cạnh, từ chip, từ màn hình và từ đường nét, góc cạnh của nó tràn về một phong cách đổi mới vuông vức hơn các bạn nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Nhưng số tiền góc phải là quá lớn đấy, phải là quá lớn. Thì em sẽ lên cho các bác đây một dòng iPad mang cho mình sự mạnh mẽ giống mini 6 nhưng thiết kế giống mini 4, là một điểm giữa mini 6 mini 4. Thì nó có ngay là iPad mini 5 các bác nhá, cho có bác xem qua một chút về những cái quạnh. Đây là màu gold các bác nhá, cực kỳ đẹp luôn. Cho bác xem qua chút về chi tiết quạnh của em nó này. Mini 5 hiện tại thì đến là có chiếc Apple A12 ngang với Gen 8 và A3 các bác nhá, ngang với Gen 8 và A3. Thì trên quả chip này nó có gì đặc biệt ạ? Nó khỏe. Chip trên Mi 5 chơi game ấy, không ngán bố con thằng nào. Đến hiện tại thì Mi 5 mình mang cho mình một quả chip nó khỏe luôn. Các bác xem qua về quả camera sau. Đấy, nói chung là ổn. Đấy, cam sau nói chung là ổn các bác nhá. Đây, về phần màn hình, nó sở hữu của màn hình là 7.9 inch, khỏe mà màn nhỏ, dễ cầm nắm mà mang đi mang lại nó không bị bất tiện, thì có thể là Mi 5 thôi. Đấy, không thì các bác cũng lên Mini 6 cho em cũng được. Đấy, Mi 6 giá mức giá em để không để bảo lưu file thì mức giá cũng chả đến, chắc chưa đến khoảng 10 củ đâu, chưa đến đâu các bác ạ. Tôi lên về củ loa này, Mi 5 chúng ta vẫn dùng 4 củ loa các bác nhé. Và vân tay thì vẫn đặt ở nút home. Siêu mượt luôn anh em nhé. Đấy, siêu mượt luôn. Hàng về thì đều được đồng kiểu bao test các kia tâm về cho cái màn của nó này. Đấy, em che bóng đèn đi các bác nhé, các bác lại bảo đây là phản quang chết em. Đây, đấy, em che bóng đèn đi. Đấy, màn không phản quang các bác nhé, cực kỳ đẹp luôn, màn cực kỳ đẹp. Còn về phần check bao u này, hàng về thì em đều chụp và check bao cho phần album mảnh. Đấy, bao full xanh thể hiện là chưa hề sai, gọi là sửa chữa linh kiện anh em nhé. Bây giờ iPad Mini 5 ấy thì mức giá với em để cực kỳ thân thượng, anh em có nhu cầu liên hệ ngay cho phần mô tả trang cá nhân anh em nhé.